Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 được tổ chức năm 2017, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu, dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Những năm gần đây, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi. Thanh niên nước ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo và rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của đoàn trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên trong nước. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta, đồng thời phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức đoàn, được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931, một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên làm ngày thành lập đoàn hàng năm. Ngày 26 tháng 3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quang Vinh. Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, đoàn đã đổi tên nhiều lần. Từ năm 1931 đến năm 1936, Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Từ năm 1937 đến năm 1939, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc kháng chiến trường kỳ và vĩ đại của dân tộc, cùng với thanh niên thủ đô và thanh niên cả nước, tuổi trẻ huyện Đông Anh với lời thề độc lập, ý chí quyết tử để tổ quốc quyết sinh đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thực hiện phong trào Ba Sẵn Sàng do Thành đoàn Hà Nội phát động vào ngày 9 tháng 8 năm 1964, một thiên hùng ca được khởi nguồn từ thanh niên thủ đô, trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng trăm nghìn thanh niên cả nước, trong đó có hàng nghìn thanh niên Đông Anh hăng hái lên đường tòng quân, phục vụ chiến đấu chống Mỹ cứu nước, mang theo hành trang là tinh thần, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang của tổ chức đoàn,
tuổi trẻ Đông Anh đã anh dũng đứng lên, góp phần đánh đổ Ách Đô Hộ, xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, đoàn viên, thanh niên Đông Anh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuổi trẻ Đông Anh tự hào là nơi khởi xướng hai phong trào tiêu biểu để nhân rộng ra toàn quốc là phong trào Em yêu đường sắt quê em và phong trào Mỗi thanh thiếu niên nhi đồng toàn huyện góp một viên gạch hồng xây dựng tượng đài kim đồng ở Hà Quảng, Cao Bằng. Vinh dự cho Đảng bộ, nhân dân và thanh niên Đông Anh đã 6 lần được Bác Hồ về thăm. Huyện đoàn Đông Anh nhiều năm liền được Thành đoàn, Trung ương đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh đã khẳng định được vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt chính trị trong các tổ chức và phong trào thanh niên. Có thể nói, trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, thanh niên Đông Anh cũng luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng huyện nhà, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, thanh niên trên địa bàn huyện có trên 100.000 người có độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi với 90 cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc huyện, 17.770 đoàn viên. Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đông Anh đã phát động và hăng hái hưởng ứng nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả cho thanh niên. Đặc biệt trong 7 năm qua, phong trào thi đua tình nguyện tiếp tục có bước phát triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn. Nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, ý nghĩa đã được huyện đoàn Đông Anh triển khai nhằm thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Anh trở thành một quận giàu đẹp, văn minh của thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng. Trong đó có phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tuổi trẻ Đông Anh chung tay xây dựng nông thôn mới, tôi yêu Hà Nội, học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng đã khơi dậy và phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên, động viên các lực lượng thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội của huyện và các địa phương. Trong học sinh, sinh viên có phong trào học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp đã tác động sâu rộng đến học sinh, sinh viên Đông Anh, thúc đẩy các em ra sức học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học. Huyện đoàn đã tổ chức thi đua giành hoa điểm tốt, hội thi tài năng trẻ, hội thi bước nhảy xì tin, festival học sinh, sinh viên Đông Anh thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tăng lên hàng năm. Nhiều thanh niên cùng lúc đỗ 3 trường đại học, nhiều đoàn viên thanh niên là thủ khoa, á khoa các trường đại học, học viện trong cả nước. Các phong trào thi đua lao động tốt, chất lượng, kiểu dáng tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phong trào thanh niên tình nguyện, đảm nhận các khâu khó, việc khó, đảm nhận các ca máy, tổ máy thanh niên đã cuốn hút đông đảo thanh niên trong khối công nhân viên chức và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia. Trong những năm qua, thanh niên khối công nhân viên chức và doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 246 sáng kiến, đề tài khoa học trị giá hàng chục tỷ đồng, đảm nhận 815 công trình, phần việc, ca máy, tổ máy thanh niên tình nguyện làm lợi hàng chục tỷ đồng và gây quỹ đoàn trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt trong đó phải kể đến phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội thủ đô, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp đã được huyện đoàn Đông Anh tích cực triển khai trong nhiều năm qua. Qua đó đã khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong các đối tượng thanh niên. Đặc biệt đối với thanh niên nông thôn, phong trào đã góp phần động viên, khuyến khích thanh niên tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ. Huyện đoàn tổ chức 330 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên với gần 26.000 lượt người được học tập. Để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng. Hàng năm, huyện đoàn phối hợp phòng kinh tế và ngân hàng chính sách của huyện xây dựng chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất như mỗi năm hỗ trợ vốn gần 1 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đến nay, đã giúp thanh niên vay vốn tổng số dư nợ gần 20 tỷ đồng.
Với sự đồng hành và trợ giúp tích cực của huyện đoàn Đông Anh, trong những năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện Đông Anh trong lập nghiệp và phát triển kinh tế. Thì xuất phát từ làng nghề truyền thống, thì với vai trò là đoàn viên thanh niên trong địa phương, thì tôi đã cùng với các đồng chí đoàn viên thanh niên đứng lên thành lập lên hợp tác xã thanh niên Mộng La để tiếp tục là làm cái nghề đậu phụ truyền thống, là gìn giữ cái giá trị làng nghề và phát triển cái thương hiệu đậu phụ làng chài vươn xa ra ngoài thị trường. Trong quá trình được thành lập thì được sự tạo mọi điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan thuộc đảng cấp trên đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý để làm sao hợp tác xã được hoàn thiện các cái hồ sơ, thủ tục, các cái giấy tờ để làm sao hợp tác xã được đi vào hoạt động sớm nhất, để tạo mọi điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong thôn tiếp tục là phát triển cái nghề đậu phụ của quê hương. Để hỗ trợ thanh niên trong việc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương Đông Anh, chúng tôi ban hành kế hoạch tuổi trẻ Đông Anh sáng tạo khởi nghiệp. Chúng tôi tập trung thứ nhất là khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng tại quê hương. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tập huấn những cái kỹ năng cần thiết trong việc khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên. Thứ ba là chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách cũng như những ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn huyện để hỗ trợ thanh niên trong việc vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Thứ tư là chúng tôi phối hợp với các phòng ban liên quan của Ủy ban dân huyện để hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong việc thành lập thủ tục thành lập doanh nghiệp, rồi tư vấn về thuế, tư vấn về các thủ tục cần thiết. Thứ năm là chúng tôi cũng hỗ trợ với các kênh của thành phố, các kênh của các doanh nghiệp để hỗ trợ giúp đỡ thanh niên trong việc giải quyết, trong việc bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ làm sao tốt nhất, còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển kinh tế. Kế thừa và phát huy những kết quả của những thế hệ trước, trong giai đoạn 2016-2021, huyện đoàn Đông Anh đã đẩy mạnh xây dựng các công trình phần việc thanh thiếu nhi cụ thể, thiết thực và đạt được những kết quả nổi bật như xây tặng nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi tại địa bàn toàn huyện như thôn Nhuế, xã Kim Trung, xã Nam Hồng, thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, trị giá trên 300 triệu đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được chú trọng, góp phần giáo dục truyền thống cho thanh niên. Hàng năm vào các dịp 27 tháng 7, huyện đoàn đều phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Bắc Thăng Long tổ chức khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, hộ nghèo trên toàn huyện, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, huyện đoàn phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã xây mới và trao tặng 5 nhà nhân ái trị giá 600 triệu đồng, sửa chữa 20 ngôi nhà của các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 300 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 700 lượt gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em với gần 200 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bão lụt, biên giới, hải đảo với trên 1 tỷ đồng. Cho đến nay, các nội dung của phong trào thanh niên tình nguyện đã được cụ thể hóa bằng hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa, hiệu quả, tạo nên hình ảnh màu áo xanh của những người cộng sản trẻ tuổi thật ấn tượng ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trong mọi mặt cuộc sống. Với cái hỗ trợ của huyện đoàn Đông Anh đưa một số cái dụng cụ sinh hoạt cho các cháu vui chơi như thế này, tôi thấy là rất là kịp thời và rất là nhạy bén, tạo cái điều kiện cho các cháu có một cái nơi vui chơi, mà đây là một cái điều mà chúng tôi từng mong muốn. Tôi thấy là đánh giá rất là cao cái việc làm của đoàn thanh niên huyện Đông Anh cũng như là của đoàn thanh niên xã Nam Hồng. Chương trình Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được huyện đoàn Đông Anh triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao, được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, những phong trào ý nghĩa đối với xã hội và cộng đồng. Tiêu biểu như phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào Tôi yêu Hà Nội được đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, phong trào gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện tại 100% các thôn làng, cụm dân cư. Chương trình Khi Tổ quốc cần cũng là một trong những chương trình trọng tâm được huyện đoàn Đông Anh chú trọng thực hiện hàng năm. Trong đó tập trung tham gia làm tốt công tác hậu phương quân đội với việc động viên 100% thanh niên theo chỉ tiêu lên đường nhập ngũ. Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng đã được các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai như chương trình văn nghệ với chủ đề Tiếp lửa truyền thống, gặp mặt tặng quà cho 1.856 thanh niên trị giá trên 90 triệu đồng, trao 700 huy hiệu đoàn và sổ đoàn viên cho tân binh lên đường nhập ngũ
đặc biệt là việc tham gia nghĩa vụ quân sự đã được đông đảo thanh niên trong toàn huyện hăng hái đăng ký tham gia. Qua đó, toàn huyện đã có 18.853 đồng chí đoàn viên thanh niên đăng ký sẵn sàng nhập ngũ, trong đó có 4.446 đồng chí tham gia khám tuyển và đã có 1.430 đồng chí lên đường nhập ngũ trong 6 năm qua. Điều này đã góp phần khẳng định tuổi trẻ Đông Anh luôn sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc những khâu khó, việc khó khi đất nước, xã hội và tổ quốc cần. Đúng với câu nói, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Em cũng muốn là góp công lao của mình cho nước nhà, nên vì điều đó thì là em đã tình nguyện để tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này năm 2021. Vui là bởi vì là mình sẽ trở thành một người có ích cho đất nước. Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, màu áo xanh tình nguyện của thanh niên Đông Anh đã nổi lên ấn tượng với nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cùng cả xã hội chung tay chiến đấu với đại dịch. Tại khắp các con đường, ngõ xóm hay các chốt kiểm soát dịch bệnh, hình ảnh các chiến sĩ thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch, thành lập các đội hình tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đến tận từng người dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Toàn đoàn đã tổ chức hàng trăm buổi ra quân vệ sinh môi trường, tham gia phun khử khuẩn tại các nhà văn hóa thôn, khu vực đình chùa, lễ hội và nơi công cộng, ra quân gần 100 buổi tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19, tham gia trực và hỗ trợ công tác kiểm soát y tế, vận chuyển nhu yếu phẩm tại các cụm dân cư an toàn. Cùng với đó, toàn huyện đã vận động được 3.000 chiếc mũ chắn giọt bắn, 200 khẩu trang y tế, 25 lít nước sát khuẩn từ các đoàn viên, thanh niên, các em học sinh ủng hộ đến lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Chúng em rất là vinh dự khi mà được là một lực lượng đầu tiên của thanh niên được tham gia chống dịch cùng với các bác. Mà em mong muốn là cùng chung tuổi trẻ bọn em sẽ chung tay với tổ quốc giúp sức một phần để đẩy lùi dịch bệnh. Ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động để tuyên truyền lưu động về các khu địa bàn dân cư, trực tiếp đi vào từng ngóc ngách của đường làng ngõ xóm để tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tham gia chọn cử lực lượng đoàn viên thanh niên để tham gia các điểm chốt kiểm soát y tế ở tại các khu vực công cộng, và đặc biệt là cái thời điểm mà cách ly xã hội thì đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia trực tại các chốt cách ly y tế để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn thanh niên huyện từ huyện đến cơ sở tăng cường đổi mới hình thức hoạt động của tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng thời thường xuyên rà soát kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức hàng chục lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở. Công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm, chú trọng đến các hoạt động để trẻ em là trung tâm. Phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam, tổ chức chương trình Sức khỏe thanh thiếu nhi Việt Nam mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Với sự nỗ lực không ngừng và sự bứt phá toàn diện trên các mặt công tác, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh vinh dự và tự hào đón nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Huân chương lao động hạng nhất năm 2018, cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư năm 2020 của Trung ương đoàn, cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2020 của Thanh đoàn Hà Nội, cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác hội và phong trào thiếu nhi năm 2020 của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội. Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Trung ương đoàn. Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019, cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác. Những thành tích đó là đòn bẩy đưa phong trào chung của thanh niên huyện nhà ngày một phát triển, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022,
tuổi trẻ Đông Anh bước vào tháng thanh niên 2021 với khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhật của đoàn. Với chủ đề tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng thanh niên năm 2021 được triển khai bài bản, sâu rộng, tập trung vào các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động meeting, văn hóa, văn nghệ, gặp mặt truyền thống, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn, tổ chức tọa đàm, diễn đàn hiến kế cho đoàn nhằm đánh giá phong trào hành động cách mạng, xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và phong trào tôi yêu Hà Nội. Phát động và tổ chức đợt thi đua trong tuổi trẻ với chủ đề công trình thanh niên dựng xây huyện trở thành quận. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng và chính quyền nhân dân. Đặc biệt, trong tháng thanh niên, huyện đoàn tập trung vào các mảng công việc lớn, cụ thể. Toàn đoàn phối hợp với lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung đẩy mạnh kết nạp lớp đoàn viên 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khởi công xây dựng một sân chơi, một nhà nhân ái, chỉ đạo các cơ sở đoàn khối xã, thị trấn thực hiện công trình thanh niên tặng 300 chiếc quạt mát cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, cải tạo lại 23 sân bóng đá tại các thôn, làng, tổ dân phố thực hiện chủ trương 5 có 3 không của huyện ủy Đông Anh. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên huyện phối hợp với các đơn vị xây dựng cổng thông tin việc làm việclamdonganh.com để tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần thực hiện đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2020-2025, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, ra mắt câu lạc bộ sở thích, hội thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2012, tổ chức ngày tình nguyện thắp sáng ước mơ trẻ thơ tại trường chuyên biệt Bình Minh. Đây là những hoạt động thiết thực được Ban Thường vụ huyện Đoàn Đông Anh triển khai nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Các hoạt động được tổ chức tập trung vào từng thôn làng, tổ dân phố với tinh thần toàn đoàn đồng loạt ra quân, với ý chí quyết tâm bằng những hành động thiết thực góp ích cho cộng đồng. Các cơ sở đoàn trong toàn huyện cũng đồng loạt hưởng ứng các nội dung phát động bằng rất nhiều các hoạt động như ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh COVID-19, ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo, giao vặt, xóa điểm đen về rác thải, chăm sóc tuyến đường thanh niên tự quản, hàng cây thanh niên tình nguyện và các công trình, phần việc ý nghĩa. Với những hoạt động đã triển khai, tháng thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Đông Anh là tháng hành động thực chất, hiệu quả, lan tỏa và an toàn, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo không khí thi đua rèn luyện trong đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện nhà, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chủ đề công tác đã đặt ra. Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Đông Anh tiếp tục bám sát những nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố, đóng góp sức trẻ để xây dựng huyện trở thành một quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để làm được điều đó, trong thời gian tới, huyện đoàn tập trung vào những nhiệm vụ chính như các hoạt động cách đề án huyện trở thành quận như đề án việc làm, đề án sáng xanh sạch đẹp của huyện, thực hiện tốt phong trào 5 có 3 không của huyện ủy Đông Anh, phát động phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi toàn huyện, tăng cường thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của đoàn, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, phát động phong trào 5 phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, phấn đấu cải tạo và sử dụng hiệu quả tất cả các sân bóng đá trên địa bàn huyện theo chủ trương 5 có 3 không. Phấn đấu 100% thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện được giáo dục truyền thống, bảo tồn văn hóa, nét đẹp quê hương, ý thức chấp hành pháp luật. Phấn đấu đoàn thanh niên mỗi xã hỗ trợ ít nhất một mô hình khởi nghiệp cho thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ đoàn chủ chốt được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng giao tiếp xã hội. Phấn đấu mỗi năm thực hiện ít nhất 90 công trình, phần việc thanh niên, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận, các xã trở thành phường. Tự hào và phát huy truyền thống của đoàn ta bằng trí tuệ, tài năng, sức trẻ của mình, tuổi trẻ Đông Anh quyết tâm tiến bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, giữ gìn uy tín của tổ chức,
để Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là trường học xã hội chủ nghĩa của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đóng góp tích cực trên chặng đường xây dựng và phát triển huyện nhà trở thành một quận phát triển bên bờ Bắc sông Hồng, ngày càng khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên Việt Nam. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.